ốm sao không nghỉ ngơi ra đây làm cái gì? Mẹ đỡ nhiều rồi. Mẹ... Đến lúc con gái nó đang hầu hạ thì không nằm hưởng thụ đi. Mai kia nằm liệt giường ở đấy thì không có đứa nào nó hầu đâu. Mà chả nghĩ sao. Mỗi trẻ ra không đẻ được mấy đứa con trai. Đến lúc ốm đau nó hầu cho. Bây giờ ốm đau lại phải qua nhờ nhà con rể. Để mỗi đứa con gái. Mẹ ơi, con về rồi đây. Có cơm chưa hả mẹ? Con đói rồi ạ. Thế nào? Đi làm về có mệt không? Công việc ổn định không? Không mệt thì còn gọi gì là công việc nữa. Mà này, tối nay em có chuyện muốn nói với anh đấy. Con vào rửa mặt mũi chân tay rồi ăn cơm. Mẹ nấu xong hết rồi con ạ. Vâng ạ. Mà ở nhà mẹ còn ho không hả mẹ? Mẹ đỡ nhiều rồi. Đấy em xem. Mẹ cứ đòi làm việc nhà. Nhưng mà anh dọn dẹp rồi lau chùi hết rồi. Quần áo anh giặt phơi rồi. Đấy, chỉ bảo mẹ nấu mỗi bữa cơm thôi. Em đúng là may mắn mới có được người chồng như anh đấy. May mà có anh giúp em chăm sóc mẹ. Thì mẹ em cũng là mẹ anh mà. Anh chăm sóc mẹ, anh đâu phải kế công à. Thế thôi em vào thay đồ rồi mình ăn cơm nhá. Anh này. Em tính nghỉ việc. Cái gì? Nghỉ việc á? Em bị điên à? Đang ổn định tự nhiên đi nghỉ việc. Này anh nói trước nhá, anh không nuôi nổi em đâu ấy. Ai cần anh nuôi? Đây là em đang suy tính cho tương lai lâu dài. Bây giờ công việc của em đi sớm về khuya, sau này em còn sinh con nữa thì lại càng bất tiện. Em định bỏ một ít vốn, tự kinh doanh, mà vừa tự do lại còn có tiền nữa. Nhưng mà em là đàn bà, em ăn phận thủ thường cho anh nhờ. Nhưng bây giờ em học đòi cho mấy cái đứa trẻ trâu đi làm chủ, mướn cái gì. Thế bây giờ em thấy xem nhá, bọn nó đòi làm chủ chứ có thứ giống ra đường ở đây đấy. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Thì tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc với cô nhá. Cô mà bỏ việc ấy thì tôi cũng bỏ cô luôn. Ôi dồi ôi. Thôi, không có lau chùi gì nữa. Mòn hết cả sàn rồi, ngày nào cũng lau rồi. Mẹ chỉ muốn giúp đỡ các con một chút thôi mà. Ê, cầm lấy 20.000. Đi loanh quanh, không có việc gì làm đi loanh quanh luôn. Đến chiều rồi về nhá. Đứng ở nhà tôi nữa, chứa cả mắt. Đi. Không gọi điện cũng về, đi. Dạy ơi, làm gì mà lắm ấy. Nhớ em không? Nhớ. Mấy hôm rồi, hôm nay mới sang, nếu chết thì được. Này, thế bao giờ ba mẹ vợ của anh định ra khỏi nhà đấy? Thế em tưởng anh không muốn đuổi đi à? Suốt ngày nhìn cái bộ mặt nửa sống nửa chết của bà ấy, anh ngán lắm rồi. Cũng tại anh bất tài cơ, ai bảo không kiếm ra tiền, để vợ nó đè đầu cưỡi cổ. Thế em tưởng con mụ kia nó khôn hơn anh ấy. Đang có công ăn việc làm ổn định, tự nhiên đòi ra nghỉ việc, đi kinh doanh. Này, thế nhân tiện cơ hội này, anh bảo cô ta sang tên cái nhà này cho anh luôn đi. Được không? Nhưng mà sợ bị nghi ngờ sao? Đấy, cứ làm như em bảo. Để anh thử. Anh biết là em kiếm tiền vất vả. Em muốn nghỉ việc ở kia để ra ngoài kinh doanh ấy. Anh cũng không có ý kiến gì cả. Vậy là anh sẽ ủng hộ em thật à? Ừ. Nhưng mà anh có một điều kiện. Anh nói đi. Em sang tên cái nhà này cho anh thì anh mới yên tâm được. Như bây giờ thì có gì đâu mà anh không yên tâm. Như em nghĩ xem, bây giờ đi làm kinh doanh nó nhiều cái rủi ro lắm chứ. Anh phải đảm bảo một cái gì đấy anh mới đồng ý cho em đi được. Thôi được rồi. Thế thì đợi em bàn giao công việc ở công ty xong thì em sẽ làm thủ tục cho anh nhá. Ừ, anh biết là em thương anh nhất mà. Mà mẹ đâu rồi anh? Sao em ở nhà cả ngày mà chẳng thấy mẹ đâu cả? À, đợt này mẹ có sở thích đi ra ngoài loanh quanh. Bà ở nhà nhiều khó chịu. Mà em yên tâm, anh đưa tiền cho mẹ rồi. Yêu anh nhất mà. Ừ.
Mời cô uống nước ạ. Cứ để đấy. Em đến lâu chưa? Em vừa mới đến. Này, chuyện ở nhà như nào vậy? Anh làm như lời em nói. Ui, nó tin sái cổ luôn. Thôi, gọi nước đi. Ờ. Ui. Đi đường mệt á? Mệt. Đi sao? Việt Anh nó đi đâu rồi con? Con không biết. Chắc là đi gặp bạn bè rồi. Mẹ bảo này, con có biết hết được bạn bè của chồng con không? Cũng gần hết mẹ ạ. Có việc gì không mẹ? Mẹ, hôm trước mẹ nhìn thấy chồng con cùng với một cô gái khác ngồi trong quán cà phê. Mẹ thấy hai đứa chúng nó thân mật nhau lắm con ạ. Hôm nào mẹ gặp chồng con ở quán cà phê á, mà mẹ có nhìn rõ mặt cô gái hay không? Mẹ cũng tình cờ nhìn thấy, cho nên là không nhìn rõ mặt cô gái đó lắm. Con nghĩ là mẹ già cho nên là trông gà hóa quốc rồi. Chứ tính tình chồng con như thế nào mẹ còn lạ gì nữa. Ừ thì mẹ biết tính tình của chồng con, cho nên là mẹ mới phải nói để cho con biết. Con này, đừng có ngây thơ quá. Con thử đi tìm hiểu xem sao. Con chắc chắn là chồng con không làm những việc như thế. Mà anh ấy đối xử tốt với mẹ như thế, mẹ lại còn đi nói xấu anh ấy à? Nếu như mà mẹ rảnh quá ấy, thì mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi. Chẳng hiểu cứ đi ra đường làm gì không biết nữa. Mẹ sinh ra mày, nuôi mày lớn bằng ngần này, chẳng lẽ mẹ lại định hại con à? Nếu mà mẹ rảnh quá thì mẹ về quê đi. Con thấy sức khỏe của mẹ cũng tốt rồi, không cần người phải chăm sóc nữa đâu. Mẹ ở lại chỉ tổ phá hoại hạnh phúc gia đình của con thôi. Về nhà ngay nhá. Ừ, về ngay. Chúng ở trong phòng ấy. Em phải nghe anh giải thích. Em nghe anh đã. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em nghe anh giải thích. Anh chốt dại lần này. Em tha lỗi cho anh. Từ mai anh không dám như thế này nữa. Em tha lỗi cho anh. Anh cút ngay. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Anh định lừa lấy cái căn nhà này của tôi à? Anh nằm mơ kiếp sau đi. Từ bây giờ anh sẽ nghe em. Em là trời là biển. Anh đừng hòng tôi tin một câu, một từ nào từ phía anh nữa. Cút. Con mẹ ở đây rồi. Con mẹ ơi,
Con xin lỗi, con là một đứa con tồi tệ, con xin lỗi mẹ. Còn con như thế nào thì vẫn là do mẹ sinh ra mà. Đến nơi rồi. Chết cái gì mà ai chết? Thì con Linh đây, nó sắp đi du học về rồi còn gì nữa. Thì không sớm hay muộn kiểu gì nó chẳng về. Chứ không lẽ mày định để nó chết ở bên đấy à? Mà ấy, có gan làm thì phải có gan chịu. Thay vì mày cứ lượn lờ ở đây, tao nghĩ là mày nên đi thiêu hủy cái đống giấy tờ tham ô của mày đi, nhanh còn kịp đấy. Nhưng mà chị cam lòng để lại đống tài sản đấy cho con Linh á? Dù sao thì trên danh nghĩa mày cũng là chồng sắp cưới của nó còn gì. Nó về đây kế thừa tài sản thì lẽ ra mày phải thấy vui chứ, đúng không? Nhưng mà tôi không thấy vui lắm. Bởi vì tôi muốn hợp tác với chị hơn để chiếm công ty này. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Hợp tác vui vẻ nhé bà chị. Vừa mới bay về, mệt thế sao không nghỉ ở nhà đi, lại muốn lên nhà chị luôn. Bây giờ bố mẹ với cả anh trai cũng qua đời rồi, em có mỗi anh với cả chị Như là người thân thôi. Em không muốn quay lại căn nhà lạnh lẽo này đâu, nên là em muốn sang đây với hai người. Thế thì để anh đưa em lên nhà chị luôn nhá. Hai đứa đấy ạ. Ê chị ạ. Mà em vừa mới về xong, sao không nghỉ ngơi đi lại đến thăm chị làm cái gì? Em nói mãi rồi không có nghe, cứ nhất quyết phải đòi sang bên này cơ. Chị này, dạo này hình như em thấy chị gầy đi thì phải. Công việc vất vả lắm hả chị? Không, có sao đâu, chị cũng bình thường mà. Với cả may là cũng có Việt Anh giúp đỡ chị đấy. Mà hai đứa không định kết hôn đi à? Để chị còn sớm có cháu bé nữa chứ. Cảm ơn anh thời gian qua đã thay em chăm sóc chị dâu em. Thế nên em mới yên tâm vào học hành đấy. Em đừng nói khách sáo thế, chị em cũng là chị anh mà. Này, thế hai đứa định ngồi đây mãi à? Việt Anh đưa Linh vào trong kia nghỉ ngơi đi. Với cả lát chị cũng có việc cần nhờ em đấy. Chị đang có một số tài liệu cần em ký. Vâng ạ, em xin phép em vào trước đây. Mà chị chuẩn bị giấy tờ đầy đủ chưa? Chị chuẩn bị xong rồi. Mà bây giờ cậu chỉ cần chăm sóc đứa em của tôi cho thật tử tế vào, biết chưa? Đến chị tôi còn chăm sóc được. Nói gì cái Linh ngốc như thế, ăn thua gì. Anh còn làm gì ngoài này đấy? Sao vẫn chưa vào đi? Đây, anh vào đây. Em vào phòng trước đi. Linh này, đây là tất cả đồ giấy tờ mà chị cần em ký đấy. Em chỉ việc ký thôi, tại vì chị cũng xem hết cho em rồi. Này, bu này. Mà nhiều cái này ý ạ? Tại vì ở trong này có một số cái cần em ký thì mới thông qua được. Cố giúp chị càng sớm càng tốt nhá. Mà em cứ ký đi. Cái này ấy, anh với cả chị Như đã xem hết rồi. Như thế thì có hơi vô trách nhiệm không ạ? Trời ơi, em lo cái gì? Trên công ty ấy, còn hàng tá việc cần em giải quyết. Anh với chị đã xem qua rồi, em không tin anh với chị à? À, không. Tại em mới về, chưa nắm bắt được tình hình công việc nên là sợ xảy ra sai sót ấy mà. Có chị Việt Anh ở đây rồi, em còn sợ cái gì nữa. Đã là một lãnh đạo ấy thì phải mạnh mẽ và quyết đoán lên. Em hiểu ý chị chứ? Vâng, em nghe chị. Chị yên tâm, em sẽ nhanh chóng tiếp quản công việc để san sẻ gánh nặng với chị. Dễ chờ mà. Mấy hai đứa ngồi đây nhá, để chị cất nước đống tài liệu đi. Vâng ạ.
thế ạ? Tôi vào công ty. Thế thì anh vào trong quán cà phê, chúng ta nói chuyện. Nhưng mà tôi làm gì có tiền mà vào quán cà phê hả cô? Tôi sẽ mời anh. Thằng này, ai cho mày vào đây? Mày định đuổi hết tất cả khách ở trong quán cà phê đi ra? Vừa lúc nãy mày có một cái gì? Có một cô gái mời tôi vào đây. Những cái chỗ sang trọng như thế này không phải để cái đứa mà bẩn thỉu như mày ngồi đây được. Tôi xin lỗi. Cút ngay. Tôi ra ngay đi. Anh, tại sao anh lại đuổi người ta như thế? Anh cứ ngồi xuống đi ạ. Mà sao em lại có thể quen được cái thằng công nhân ăn mặc bẩn thỉu hay được? Anh làm sao đấy nhở? Nghề nào mà chả là nghề, nghề nào cũng đáng được tôn trọng cả. Mà anh nhỏ nhen như này thì bao giờ nhỉ? Anh xin lỗi. Mẹ anh có chút việc stress. Anh đi công ty trước đây. Cả cái công ty này chả có mấy ai tốt đẹp cả. Tôi không nói cô đâu nhá. Cô là người tốt hiếm có đấy. Mà anh có hiềm khích gì với công ty này à? 2 tháng rồi chúng tôi chưa được trả một đồng lương nào cả. Rồi những người bị tai nạn lao động nữa, nằm ở trong bệnh viện cả tuần trời mà không một lãnh đạo nào ngó ngàng tới cả. Cô nói xem, như thế có phải là hiềm khích không? Cái gì? 2 tháng rồi mà mọi người chưa được trả tiền lương á? Chưa hết đâu. Công trình thì toàn dùng những vật liệu xây dựng kém chất lượng. Tôi nói thật nhá, giám đốc của các cô ấy đúng là có học nhưng mà không có đức. Sớm muộn gì thì cả cái công ty này cũng vào tù cả lũ. Anh có chắc những gì anh vừa nói là sự thật không? Nếu như cô không tin, cô có thể ra công trình xem thử đi. Chúng tôi chỉ làm, nhưng mà không có ăn. Biết bao nhiêu người bị tụt huyết áp ngất ra đấy, mà không một lãnh đạo nào ngó ngàng tới cả. Hôm nay tôi đến đây để gặp lãnh đạo, nhưng mà bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Nếu như tháng này không trả lương cho chúng tôi thì từ ngày mai chúng tôi sẽ kéo đến đây rồi báo đài chụp ảnh. Anh cứ bình tĩnh đã, đừng kích động như thế. Tôi sẽ gặp quản lý hỏi việc này cho ra nhẽ. Nếu như mọi chuyện đúng như anh kể thì tiền lương và tiền viện phí của mọi người sẽ được thanh toán nhanh nhất có thể. Cô nói thật chứ? Tất nhiên rồi, anh cứ tin ở tôi. Ra công trình hỏi thăm đấy. Không biết là có xảy ra chuyện gì hay không. Sao thế? Lo cho người yêu à? Tôi lo là cái đống chị tạo ra ấy vỡ lở ở đấy thì không biết thế nào đâu. Cậu cứ yên tâm đi. Còn Linh ấy, nó ngu lắm. Đến bây giờ nó vẫn còn tin cậu cơ mà. Có khi là tỷ năm nữa nó không phát hiện ra đâu. Tôi rất là thích người thông minh. Mà đã thông minh lại còn xinh đẹp thì lại càng thích. Nó tưởng ngu của cậu là những đứa mơn mởn trẻ trung ngoài kia chứ. Ngu gì thích mấy cái đứa trẻ trâu ấy đâu. Mày thấy chị này, đó, kinh nghiệm đầy mình. Linh Linh à? Các người còn gì để nói với tôi không?
Hả? Anh nghĩ đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đồ khốn nạn! Hiểu lầm à? Còn chị còn gì để giải thích với tôi không hả? Chẳng có gì để nói cả. Nếu mà mày đã biết rồi thì càng tốt. Những đứa đã sinh ra vạch đích như mày làm sao hiểu được nỗi khổ người khác? Mày là người ích kỷ ở đây đấy. Lòng tham của bản thân mà đẩy người khác vào khốn khổ như thế à? Rút lõi công trình, tham ô công quỹ, lương tâm của chị để đâu hả? Nếu như tao không có lương tâm ý thì mày chính là đứa giả tạo đấy. Cái tát này thay mặt những người công nhân ở ngoài kia tặng cho chị đấy. Còn chị, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở ngoài tòa. Tháng này nhất định công ty sẽ thanh toán tiền lương cho mọi người. Ngày mai tôi sẽ qua thăm những người bị thương. Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm. À, cô nhớ xem xét và chuyển vật liệu xây dựng nhé. Tất nhiên là những thứ gì kém chất lượng sẽ phải bỏ đi và thay mới rồi. Anh yên tâm đi, lần này tôi sẽ giám sát cho đến khi nào công trình hoàn thiện mới thôi. Cảm ơn cô, tôi về nhé. Mày để quán bừa bộn thế này. Sao anh với cô ấy lại? Anh vừa mới nhờ Huyền kê lại ít đồ đạc mà. Từ ngày mở quán đến giờ đồ đạc bừa bộn ngổn ngang quá em ạ. À thế à? Em vừa mới đi mệt, em ngồi nghỉ đi. Những cái đồ này để anh làm cho, để anh dọn cho. Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh đấy. Chuyện gì cơ? Em mới đi chọn mấy mẫu thiệp cưới. Anh nhìn mẫu này có đẹp không? Đẹp. À, Trang này, thế cái chuyện mà quán cà phê này ấy, em lo thế nào rồi? Anh yên tâm, em đã sang nhượng quán cà phê này cho anh quản lý hết rồi. Thế thì tốt quá. Đằng nào chúng mình lấy nhau về ấy, thì tất cả đều là của một mà. Bạn ơi, cho mình thanh toán với. Cho mình thanh toán với ạ. Một cốc trà của anh là 90.000 ạ. 90.000 ạ? Ừ. Cô ơi, tình hình là tôi quên tiền rồi. Với cả tôi cũng quên luôn điện thoại rồi. Hay là cô cho tôi nợ đi, rồi đến buổi khác tôi trả cho cô. Này, không có tiền sao bên kia uống trà đá? Hay làm gì? Hay là bây giờ thế này đi, cô cho tôi mượn điện thoại của cô, tôi sẽ gọi điện để cho người mang tiền đến cho tôi. Này, anh nhìn mặt tôi xem có giống con ngu không? Hả? Đưa điện thoại cho anh để anh cũng luôn à? Mà tôi nhìn cái tướng anh ấy, trông nghèo hèn là tôi đã biết ngay là anh có tiền rồi. Sao? Kêu trả không? Hay là như nào? Này, chỉ vì một cốc trà mà cô xỉn đủ người khác như thế à? Trà mà không phải là tiền à hả? 9.000 không phải là tiền à hả? Do sao? Cô Huyền, cô không được nói chuyện với khách như thế. Tại vì là anh ta không có tiền mà lại vào quán mình gọi đồ. Kể cả là như thế cô cũng không được quyền nói chuyện với khách như vậy. Cô mà xin lỗi khách đi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh nhá. Do nhân viên quán của tôi cư xử không đúng mực, mong anh thông cảm ạ. À không sao, thực ra cái này là do lỗi của tôi. Vì là tôi hay quên đấy mà, nên là tôi cũng không mang theo tiền. Hay là đến bữa khác tôi trả cho cô nhá. Dạ vâng ạ, vậy anh cứ về trước đi, không khác anh qua trả cũng được ạ. Ừ, vậy thôi, cảm ơn. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, lúc đi ngoài đường ấy đừng có bao giờ dùng điện thoại, rất là nguy hiểm với nhiều thân. Ê!
cái gì đấy? Mày như thế này, ai còn dám vào quán nữa hả? Điên đi. Sao thế? Chuyện gì đấy? Anh xem con vợ hờ của anh này này, nó ngồi như thế này thì còn ai dám vào quán nữa. Anh xem nào, đuổi nó đi đi. Mà vụ tiền nong của anh như nào rồi? Em yên tâm, xong xuôi hết cả rồi. Thế anh lấy được tiền từ ông tổng giám đốc đấy rồi à? Đấy rồi. Anh không ngờ thằng tổng giám đốc ấy nó lại chịu chi như thế luôn. Anh vừa mới đòi tiền bồi thường tai nạn làm cho con Trang bị điên, nó đưa luôn, không thèm mặc cả. Ui thế á? Tiền đã bắn vào tài khoản của anh rồi. Mà trong cái rủi lại có cái may, anh vừa được tiền tài sản bồi thường tai nạn, vừa được tiền của con Trang, rồi lại có cả em nữa. Dậy con này! Mày cầm cái đống đồ này của mày rồi cút đi! Tao cấm mày quay lại quán biết chưa? À? Tao không bao giờ chứa chấp cái loại điên như mày. Mày! Này! Sao anh người lại đối xử với cô ấy như thế? Đây là quán của cô ấy cơ mà. À, cậu nói gì đấy? Hình như là cậu hiểu nhầm nhỉ? Quán này là quán của tôi, không phải là quán của nó. Thế vậy còn tiền của tôi bồi thường cho cô ấy thì sao? Thật ra là con bé này nó bị điên, cho nên là chúng tôi chỉ dọa nó một tí thôi, chứ không phải là chúng tôi đuổi đi đâu. Cậu đừng lo nhá. Ừ, thôi thôi đi vào nhà đi. Thôi đi vào nhà. Ngoan lắm. Tao cấm mày quay trở lại quán. Từ nay đây là nhà của mày, biết chưa? Mày mà quay trở lại đừng trách tao. Em yên tâm đi, chỗ này vắng người, với cả xa quán, nó không bao giờ tìm được đường về quán đâu. Đồ đấy! Mày cái chết chú đấy đi! Mày chết đi! Người này, bây giờ em thích đi xem nhà hàng cưới hay là chọn váy cưới trước? Em thích đi chọn váy cưới. Nhất trí luôn. Mình đi nhá. Đi. Khổ quá. Anh để cho em thư thư vài tháng đi ạ. Em đã phải bán tất cả quán cà phê đi rồi, mà cũng chỉ đủ một nửa để trả tiền cho anh thôi. Dạ. Em hứa là tháng sau em trả nốt cho anh một nửa còn lại ạ. Dạ vâng. Em không còn cách nào nữa. Thôi anh để cho em tháng sau anh nhá. Vâng, em hiểu rồi ạ. Vâng, em sẽ chuyển cho anh tiền bán quán cà phê ngay bây giờ đấy ạ. Dạ, em chào anh. Huyền, em đi đâu đấy? Thế quán bán rồi, tôi ở đây làm gì? Em nói thế là sao? Chúng ta sắp cưới nhau mà. Cái gì? Cưới á? Anh nghĩ rằng tôi sẽ cưới một cái thằng vừa bệnh tật mà vừa nợ nần đầy người như anh à? Còn lâu. Em nói thế là sao? Bây giờ em thấy anh xa cơ lỡ vận, em định bỏ anh à? Đúng thế đấy. Thế nên là tạm biệt anh. Từ từ đã. Tiền. Tiền gì đây? Đây là tiền anh bán quán cà phê. Em định bỏ trốn à? Cô được lắm. Tôi làm tất cả là vì cô. Mà bây giờ cô phản bội tôi, cô lấy tiền định bỏ trốn à? Đây cũng đâu phải là tiền của anh. Tiền bán quán cà phê là quán của con Trang mà. Chính anh đã lừa nó còn gì. Cô dám? Tại sao nó không dám? Cô đứng lại. Cô, trông anh thảm hại chưa? Anh nghĩ tôi yêu anh á? Tôi chỉ đến với anh vì tiền thôi. Cô định đi đâu? Mày. Ơ, Trang, em khỏi bệnh rồi. Sao? Hai người ngạc nhiên lắm à? Ai cho mày vào đây? À quên, quán cà phê đã được công ty của Trang mua lại rồi. Cái gì cơ? Công ty Trang mua lại á? Đúng. Quán cà phê của tôi rồi cũng sẽ trở về với tôi thôi. Sao? Cô định ôm trọn đống tiền đấy để bỏ trốn theo nhân tình của cô à? Em nói gì cơ? Nhân tình á? Đây không phải là việc của cô.
Nhưng rất tiếc, nhân tình của cô đã bị bắt về tội cướp đoạt tài sản của người khác. Và hắn ta đã khai ra cô là kẻ đồng lõa. Vậy cho nên cô cũng không thoát được việc bị truy tố hình sự đâu. Cô thấy chưa? Cô ăn trộm tiền của tôi, đưa cho nhân tình. Bây giờ nó bỏ cô, đúng là ác giả ác báo. Nhưng mà tôi không ngu để phải bắt chung với thằng đấy đâu. Cô chạy không thoát đâu. Công an đang đợi cô ở dưới kia rồi đấy. Trang ơi, anh cảm ơn vì em đã giúp anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta. Không thì tiền chúng ta sẽ mất trắng mất. Tiền của chúng ta à? Sao em lại nói như thế? Anh biết là em yêu anh mà. Vì ai mà tôi bị điên? Vậy mà anh còn ngoại tình sau lưng tôi, lừa lúc tôi bị điên mà cướp hết tài sản của tôi à? Trang ơi, đàn ông ai cũng có lúc mắc sai lầm mà. Em tha thứ cho anh nhé. Anh hứa anh sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh yêu em mà. Rất tiếc, bây giờ người tôi yêu thương và cũng là chồng sắp cưới của tôi chính là anh ấy. Nhờ có vụ tai nạn đấy mà tôi mới thấy rõ được con người thật của anh đấy. Anh đúng là một kẻ sở khanh. Chính nhờ anh ấy đã cứu tôi lúc tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Và chính anh ấy cũng đã tìm bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho tôi. Chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng đáng để tôi yêu thương cả đời, chứ không phải là một kẻ khốn nạn như anh đâu. Trang ơi, nhưng mà em nể tình xưa, em trả nợ anh được không? Giúp anh với, không thì anh chết mất. Anh xin em đấy. Đến giờ này mà cậu còn muốn lợi dụng cô ấy à? Cậu đúng là đồ khốn nạn. Tôi sẽ không tin bất kỳ lời nào từ một kẻ khốn nạn như anh đâu. Mời anh cút ra khỏi nhà tôi.